áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các bạn đến với khóa học môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên kênh dạy học trực tuyến Vietjet. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đồng hành tiếp tục trong bài số 79, ôn tập hình học và đo lường. Ở tiết học hôm trước thì cô trò mình đã ôn tập về hình học rồi. Tiết học hôm nay thì chúng mình sẽ cùng cô đi làm các bài tập liên quan đến đo lường. Và chúng mình đã được học về các đơn vị đo lường, đó là đơn vị về độ dài này, đơn vị về dung tích này, đơn vị thời gian, đúng chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi ôn tập các đơn vị đó. Bài tập đầu tiên đó là bài tập điền số. Và trong bài tập này thì chúng mình sẽ có 3 phần A, B và C. Đây là một bài tập mà chúng mình sẽ nhớ lại về mối quan hệ giữa các đơn vị đo, hay là bài tập đổi giữa các đơn vị đo. Chúng mình sẽ đến với phần đầu tiên là phần A. Đây là bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài. Chúng mình sẽ có 1cm thì bằng bao nhiêu mm ạ? 1cm thì bằng 10mm. Cái này chúng mình đã rất là thân thuộc rồi. Rồi. Vậy 1dm thì bằng bao nhiêu cm? 1dm bằng 10cm. Chưa? Rồi. 10cm thì bằng bao nhiêu mm? Ở phía trên chúng mình biết 1cm thì bằng 10mm. Vậy để đổi từ đơn vị cm sang mm thì chúng mình sẽ nhân với 10. Vậy ta sẽ có 10 mà nhân với 10 thì chỉ cần thêm một chữ số 0 thôi thì sẽ bằng 100. Chưa? Các con cứ nhớ là đổi từ đơn vị cm sang mm thì chúng mình sẽ nhân với 10. Tiếp theo, 1m thì bằng bao nhiêu decimet? 1m cũng bằng 10 decimet. Hai đơn vị này cũng hơn kém nhau là 10 đơn vị. Rồi. Vậy 1 decimet thì bằng bao nhiêu cm? Chúng mình biết 10 decimet thì bằng bao nhiêu cm? Chúng mình biết là 1 decimet thì bằng 10 cm. Vậy 10 decimet thì sẽ bằng 10 nhân với 10 là bằng 100 cm. Rồi, vậy thì 100 cm thì bằng bao nhiêu mm? Vừa nãy ở phía trên thì cô đã nhắc rồi, để đổi từ đơn vị cm sang đơn vị mm thì chúng mình sẽ nhân với 10. Vậy ở đây 10 cm đổi sang đơn vị mm thì chúng ta cũng nhân với 10. Nhân với 10 thì chúng mình chỉ cần thêm một chữ số 0 thì sẽ là 100, mà thêm một chữ số 0 nữa sẽ là 1000. Được chưa? Như vậy ở đây chúng mình thấy trong bài tập số 1 chúng mình đã biết được mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài như sau. 1cm bằng 10mm, 1dm thì bằng 10cm và bằng 100mm. Hay từ bài tập này chúng mình cũng biết được 1dm là bằng 100mm. Tiếp theo, 1m bằng 10dm, bằng 100cm và bằng 1000mm. Hay là ta có 1m bằng 100cm, 1m cũng bằng 1000mm. Tương tự như vậy, bây giờ chúng mình sẽ hoàn thành cột thứ hai ở phần A. 2cm thì bằng bao nhiêu mm? Mình biết 1cm bằng 10mm. Vậy 2cm thì chúng mình sẽ lấy 2 nhân với 10 là bằng 20mm. Đó, được chưa? Cứ đổi từ đơn vị cm sang mm thì chúng mình sẽ nhân với 10. Vậy 3dm thì bằng bao nhiêu cm? Chúng mình lại lấy 3 này nhân với 10 là bằng 30. Được chưa? Rồi, vậy thì 30cm bằng bao nhiêu mm? Mình lại lấy 30 nhân với 10 là sẽ bằng 300. Nhân với 10 thì chúng mình chỉ cần thêm một chữ số 0 thôi. Rồi, đến với hàng cuối cùng ở phần A. 4m bằng bao nhiêu decimet? Mình biết 1m thì bằng 10dm. Vậy 4m thì sẽ bằng 4 nhân 10 là bằng 40dm. Vậy 40dm bằng bao nhiêu cm? Ta sẽ lấy 40 này nhân với 10 là hai đơn vị liền kề, decimet và cm. Nhân 10 thì mình lại thêm một chữ số 0 là bằng 400cm. Vậy 400cm thì bằng bao nhiêu mm? Mình lại nhân với 10 tiếp thì sẽ là bằng 4000, đúng chưa? Đó. Như vậy là chúng mình đã dễ dàng hoàn thành xong phần A, các đơn vị đo độ dài mình đã được học. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần B, đây là đơn vị đo khối lượng.
1kg thì sẽ bằng bao nhiêu gam? À, đã được học rồi. 1kg bằng 1.000 gam. 1.000 gam. Phần dưới, 1.000 gam bằng bao nhiêu kg? À, bài này chúng mình lại đổi ngược lại. 1.000 gam thì sẽ bằng 1kg. Nó sẽ ngược lại so với phần trên. 1kg bằng 1.000 gam. Hay ngược lại, 1.000 gam thì bằng 1kg. Vậy thì 2kg thì sẽ bằng bao nhiêu gam? Mình biết 1kg bằng 1.000 gam. Vậy 2kg thì chúng mình sẽ lấy 1.000 nhân với 2 là bằng 2.000 gam. Rồi, tiếp theo đến phần C. Đơn vị đo dung tích. 1 lít bằng bao nhiêu ml? À, được học rồi. 1 lít là bằng 1.000 ml. 1.000. Phần dưới, à lại là phần đổi ngược lại. Vậy 1.000 ml thì sẽ bằng 1 lít. Vậy thì 3 lít sẽ bằng bao nhiêu ml? À, chúng mình sẽ lấy 1.000 nhân với 3 hoặc 3 nhân với 1.000 thì sẽ bằng 3.000. Vậy 3 lít bằng 3.000 ml. Đó. Như vậy là bằng cách nhớ lại về mối quan hệ giữa các đơn vị đo, chúng mình đã dễ dàng hoàn thành xong bài tập số 1 và ôn lại về các đơn vị đo. Đơn vị đo độ dài, đơn vị đo dung tích và đơn vị đo khối lượng. Bây giờ chúng mình sẽ đến với bài tập tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2 thì nhiệm vụ của chúng mình là tính. Ở đây chúng ta sẽ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và gắn với các đơn vị đo mà chúng mình đã được học. Chúng mình sẽ nhìn vào phần A trước này. Phép tính đầu tiên, 200mm nhân cộng với 100mm. Vậy thì chúng mình thấy cả hai phép tính này và các phép tính ở phía dưới, chúng mình nhìn nhanh thì thấy là các phép tính này đều là các phép tính với số tròn trăm. Vậy ta sẽ dễ dàng tính nhẩm được ngay, ghi được kết quả mà không cần phải đặt tính. Phép tính đầu tiên, 200mm cộng với 100mm thì chúng mình sẽ lấy 200 này cộng với 100 và mình cộng nhẩm lấy 2 cộng 1 là bằng 3. Vậy kết quả sẽ là 300 và đơn vị sẽ là mm. Vậy mình sẽ điền được đây là 300mm. Rồi, đến với phép tính thứ hai trong phần A. 300mm trừ 100mm thì chúng mình cũng trừ nhẩm. Lấy 300 trừ 100 hay là mình sẽ lấy 3 trừ 1 là bằng 2. Vậy 300 trừ 100 là bằng 200mm. Điền được ngay đơn kết quả. Rồi, sang cột thứ hai của phần A. 200mm nhân 3. Vậy thì phép nhân này chúng mình sẽ nhân nhẩm bằng cách lấy 200 nhân 3 và ta sẽ lấy 2 nhân 3 bằng 6. Vậy kết quả là 600, đơn vị là mm. Rồi, phép tính chia, 600mm chia 3 thì mình sẽ chia nhẩm. 6 chia 3 thì bằng 2, vậy kết quả là 200, đơn vị cũng là mm. Vậy là chúng mình thấy trong phần A này chúng mình được ôn tập về các phép tính và kèm theo đơn vị mm. Ta sẽ đến với phần B. Đây là các phép tính mà liên quan đến đơn vị gam, đơn vị đo khối lượng. Chúng mình sẽ cùng cô tính nhẩm này. 300g cộng 200g thì ta sẽ có 300 cộng với 200 là bằng 500. Vậy kết quả là 500g. Rồi, một phép tính nhân. 200 nhân 200g nhân 5 thì mình sẽ có 2 nhân 5 là bằng 10, đúng chưa? 10 này. Và hai chữ số 0 nữa. Vậy kết quả là 1.000g. Phép tính trừ. 500g trừ 300g thì mình sẽ có 500 trừ 300 là bằng 200. Vậy kết quả là 200g. Rất là nhanh. Các phép tính cùng với các số tròn trăm, tròn nghìn thì chúng mình sẽ tính nhẩm được rất là nhanh. Tiếp theo mình sẽ có 1.000g chia 5. Thì các bạn sẽ nhẩm này, lấy 10 chia 5 được 2. Vậy kết quả là 200g. Đó, nhớ phải kèm theo đơn vị ở trong bài, trong phép tính. Rồi, đến với phần C. Phần C thì này thì là các phép tính kèm theo đơn vị ml. Mình sẽ có phép tính đầu tiên, 400ml cộng 300ml. Thì mình có 400 cộng với 300
thì bằng 4 cộng 3 là bằng 7. Vậy kết quả là 700 ml. Rồi, một phép tính chia. 800 chia 4 thì mình có 8 chia 4 bằng 2. Vậy kết quả là 200. Đơn vị cũng là ml. Phép tính trừ. 700 ml trừ 300 ml thì mình sẽ có nhẩm 700 trừ 300 là bằng 400. Vậy kết quả là 400 ml. Rất là nhanh. Các phép tính mình đều tính nhẩm được. Cuối cùng mình có 200 ml nhân 4. Lấy 2 nhân 4 là bằng 8. Vậy kết quả là 800 ml. Đó, như vậy là cô trò mình đã vừa tính nhẩm để tìm ra được kết quả cho các phép tính ở trong bài tập số 2 này. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập tiếp theo. Chúng mình sẽ đến với bài tập số 3. Trong bài tập số 3 này thì chúng mình sẽ được ôn tập về đơn vị đo thời gian. Bài A, câu A, điền số, đồng hồ chỉ mấy giờ? Ở đây chúng mình sẽ có hình ảnh về 3 chiếc đồng hồ và chúng mình sẽ phải xem giờ, nêu tên giờ cho từng chiếc đồng hồ. Phần B, nêu tên các tháng có 31 ngày và các tháng có 30 ngày trong năm. Phần C, chọn câu trả lời đúng. Nếu ngày 28 tháng 5 là chủ nhật thì ngày mùng 1 tháng 6 cũng năm đó là câu A thứ 3, đáp án B thứ 4, đáp án C thứ 5 và đáp án D là thứ 6. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô đi khám phá từng phần. Phần A là một phần chúng mình sẽ phải điền số, có nghĩa là chúng mình sẽ xem giờ cho những chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ A thì đã được làm mẫu rồi, 2 giờ 5 phút. Khi kim giờ chỉ vào số 2 và kim phút chỉ đến vạch số 1 thì mình sẽ có số giờ là 2 này, số phút là 5. Cứ hai số cách nhau thế này thì sẽ hơn kém nhau là 5 phút, khoảng cách là 5 phút. Tiếp theo chúng mình sẽ tìm hiểu xem là đồng hồ thứ 2 đang chỉ mấy giờ. Kim giờ thì chỉ vào giữa số 4 và số 5, khoảng giữa số 4 và số 5 thì nó vẫn sẽ thuộc trong khoảng 4 giờ. Và kim phút thì chỉ đến số 8. Khi mà kim phút chỉ đến số 8 này thì được bao nhiêu phút các con nhỉ? Đây, đến số 6 thì là được 30 phút, vậy đến số 8 sẽ được 40 phút. Vậy đồng hồ này chỉ là 4 giờ 40 phút. Vậy chúng mình sẽ điền được ở đây là 4 giờ này, 40 phút. Ngoài cách đọc giờ này thì chúng mình nhìn vào đồng hồ này xem nào, đồng hồ này mình còn có cách đọc giờ nào khác không ạ? Đây, ta sẽ thấy là đồng cái kim dài này chỉ gần đến vạch số 5 rồi. Cô xin lỗi, kim giờ chỉ gần đến vạch số 5 rồi đúng chưa ạ? Và kim phút này thì chỉ đến số 8. Vậy ta sẽ còn 20 phút nữa, từ số 8 đến số 12 là còn 20 phút nữa thì đến 5 giờ. Vậy chúng mình có cách đọc thứ hai cho đồng hồ này là 5 giờ kém 20 phút, đọc theo giờ kém. Đó. Rồi chúng mình sẽ đến với đồng hồ thứ ba. Đây, ta có kim giờ thì chỉ đến vạch số 10, qua vạch số 10 một chút. Kim phút thì chỉ qua vạch số 1, 3 khoảng nhỏ nữa. Khi mà nó chỉ đến vạch số 1 này thì 5, là 5 phút, đúng chưa ạ? Và nó có thêm 3 cái khoảng nhỏ nữa, vạch M này nữa thì nó sẽ là thêm 3 phút nữa. 5 phút cộng với 3 phút sẽ là 8 phút. Vậy đồng hồ này chỉ 10 giờ 8 phút. Đây, 10 giờ 8 phút. Đó, như vậy chúng mình đã hoàn thành xong phần A. Đến phần B, nêu tên các tháng có 31 ngày và các tháng có 30 ngày trong năm. À, bây giờ chúng mình lại nhớ lại về tháng 5, ngày tháng 5 này. Bây giờ để các bạn có thể nêu tên được các tháng có 31 ngày và các tháng có 30 ngày trong năm, nếu mà bạn nào mà chưa nhớ hoặc là sợ sai thì chúng mình lại nhớ đến sự hỗ trợ của đôi bàn tay của chúng ta. Chúng ta sẽ nắm tay lại và các bạn sẽ đếm này. Đếm vào những phần ngón tay này. Cứ tháng nào mà đúng vào cái phần nhô lên này thì tháng đó sẽ có 31 ngày. Còn tháng nào mà thuộc vào cái phần lõm xuống ở phía dưới này thì tháng đó sẽ là 30 ngày. Nhưng các bạn phải thật nhớ, không nhớ tháng nào cũng được, nhưng mà phải nhớ tháng duy nhất là tháng 2 là một tháng đặc biệt. Tháng 2 thì nó thuộc vào phần lõm xuống này. Nhưng mà tháng 2 thì là tháng đặc biệt, nó sẽ chỉ có 28 hoặc 29 ngày thôi, được chưa ạ? Nên bây giờ chúng mình sẽ cùng cô này xem là những tháng nào có 31 ngày.
Đầu tiên chúng mình nhìn này, tháng 1 thuộc phần nhô lên, vậy tháng 1 là tháng có 31 ngày. Tháng 2 là thuộc phần lõm xuống, nhưng nó là tháng đặc biệt, chúng mình sẽ không cần phải kể đến, tại vì nó sẽ không có 30 hoặc 31 ngày. Tháng 3 lại có 31 ngày. Đây, cô sẽ ghi vào đây, tí nữa chúng mình trả lời. Tháng 4 thuộc phần lõm xuống thì nó có 30 ngày, ghi sang bên này, tháng 4. Tháng 5 lại là phần nhô lên, đây, 31 ngày. Tháng 5 rồi này, tháng 6 thuộc phần lõm xuống, 30 ngày. Tháng 7 lại thuộc phần nhô lên thì nó sẽ có 31 ngày, ghi tháng 7 vào đây, tí nữa sẽ trả lời. Rồi, hết một bàn tay rồi thì chúng mình có thể sang bàn tay khác, hoặc là chúng mình sẽ quay lại cái bàn tay đấy cũng được. Tháng 7 rồi sẽ đến tháng 8, tháng 8 cũng có 31 ngày. Tháng 9, 30 ngày. Tháng 10, 31 ngày. Tháng 11, 30 ngày. 11. Và tháng cuối cùng là tháng 12 thì lại có 31 ngày. Đó. Như vậy là nhờ bằng đôi bàn tay của chúng mình thì chúng mình đã trả lời được phần B. Ta sẽ cùng cô trả lời sang phía bên này. Phần B này. Các tháng có 31 ngày là... Chúng mình sẽ liệt kê các tháng đó ra. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Đây, cô sẽ ghi này. Tháng 1, tháng 2, cô xin lỗi, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Rồi. Ý thứ hai là các tháng có 30 ngày. Đây. Các tháng có 30 ngày. Đó là các tháng nào các bạn nhỉ? Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11. Đó. Như vậy là chúng mình đã trả lời xong phần B. Đến với phần C, chọn câu trả lời đúng. Câu hỏi đặt ra là nếu ngày 28 tháng 5 là chủ nhật thì ngày mùng 1 tháng 6 cũng năm đó thì là thứ mấy? Mình sẽ có 4 đáp án: thứ 3, thứ 4, thứ 5 hay là thứ 6. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng cô này liệt kê xem từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 ta sẽ có những ngày nào. Mình biết tháng 5 là tháng mà có 31 ngày, vừa trả lời ở cô B rồi. Bây giờ chúng mình sẽ liệt kê các ngày ra này. Đầu tiên là ngày 28 tháng 5. Rồi thì đến ngày 29, đúng chưa ạ? Ngày 30. Tháng này có 31 nên sẽ có ngày 31. Rồi đến hết tháng 5 thì đến tháng 6 là ngày mùng 1. Đây, đến ngày mùng 1. Chúng mình xem nào. Ngày mùng 1 sẽ là thứ mấy? Ta biết ngày 28 là chủ nhật, đúng chưa ạ? Đây, cô sẽ viết tắt nhá, chủ nhật. Thì đến ngày 29, hết chủ nhật, một tuần mình sẽ có các ngày đó là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Hết một tuần chủ nhật thì mình sẽ quay lại tuần mới, quay sang tuần mới. Chủ nhật rồi sẽ đến thứ 2, đúng chưa ạ? Cô viết tắt nhá, thứ 2. Thì ngày này sẽ là thứ 3. Đây, sẽ là thứ 4. Vậy thì mùng 1 sẽ là thứ 5. Ngày 1 tháng 6 sẽ là thứ 5. Vậy câu trả lời chính xác sẽ là đáp án C. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó thì sẽ là thứ 5. Được chưa? Các bạn đã biết ngày đếm thứ chưa ạ? Rất là dễ thôi ạ. Nhưng mà chúng mình phải nhớ xem là tháng đó thì có bao nhiêu ngày. Ví dụ như các bạn nhớ nhầm là tháng 5 có 30 ngày thì bạn ấy sẽ không đếm ngày 31 này. Đúng chưa? Thì đáp án của chúng mình sẽ là bị sai. Các con phải nhớ xem là trong một năm thì chúng mình sẽ có tháng nào có 31 ngày và tháng nào có 30 ngày. Và chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Cô trò mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Chúng mình sẽ đến với bài tập số 4, là một bài toán có lời văn như sau.
Mai vào cửa hàng mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 7.000 đồng và mua một hộp bút chì màu giá 60.000 đồng. Hỏi Mai đã mua hết tất cả bao nhiêu tiền? Bài toán này thì cho chúng mình biết đó là Mai vào cửa hàng và mua 5 quyển vở. Các bạn phải chú ý đến số lượng nhá. Và mình biết là mỗi quyển vở này thì có giá là 7.000 đồng. Mai mua thêm một hộp bút chì màu có giá là 60.000 đồng nữa. Câu hỏi đặt ra là Mai đã mua hết tất cả bao nhiêu tiền? Đây, chúng mình biết là Mai mua hai loại. Một là thứ nhất là 5 quyển vở, thứ hai là Mai mua một hộp bút chì màu. Vậy thì chúng mình chưa biết được 5 quyển vở này là hết bao nhiêu tiền. Chúng mình chỉ biết được giá tiền của một quyển là 7.000 đồng thôi. Vậy các bạn có tính được giá tiền của 5 quyển không? Biết một quyển rồi sẽ dễ dàng tính được giá tiền của 5 quyển bằng cách lấy giá tiền một quyển là 7.000 này nhân với 5, được chưa? Sau đó các bạn sẽ cộng với số tiền của một hộp bút chì, tại vì bạn Mai chỉ mua có một hộp bút chì thôi và giá của nó là 60.000 đồng. Chúng mình sẽ cộng giá tiền của 5 quyển vở với giá tiền của một hộp bút màu này thì sẽ biết được là Mai phải trả hoặc là Mai đã mua hết tất cả bao nhiêu tiền, được chưa? Này, bây giờ chúng mình sẽ cùng cô vào bài giải như sau. Bài giải này, trước tiên chúng mình sẽ đi tìm số tiền của 5 quyển vở. Đây, 5 quyển vở có giá tiền là, chúng mình biết giá tiền của một quyển là 7.000, vậy giá tiền của 5 quyển sẽ là 7.000 nhân 5. À, số tròn nghìn nhân với số có một chữ số, các bạn nhân nhẩm giúp cô. 7 nhân 5 là bằng 35. Kết quả là 35.000 đồng. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với câu trả lời, có nghĩa là Mai sẽ phải trả bao nhiêu tiền hoặc là Mai đã mua hết tất cả số tiền là. Đây. Lời giải, Mai đã mua hết tất cả số tiền là. Tất cả số tiền là. Rồi, mình sẽ lấy giá tiền của 5 quyển vở là 35.000 đồng cộng với giá tiền của hộp bút màu 60.000 đồng. Được, các bạn tính giúp cô xem bằng bao nhiêu. Ở đây chúng mình chỉ cần lấy 35 cộng với 60 là bằng bao nhiêu nhỉ? Đây, nếu bạn nào không cộng nhẩm được thì các bạn đặt tính. Đặt tính cho chính xác nha. 35 cộng với 60. 5 cộng 0 bằng 5. 3 cộng 6 bằng 9. Vậy kết quả là 95.000 đồng. Và các bạn nhớ đáp số. $95.000. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4. Và bài tập số 4 này thì cũng chính là bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học này thì chúng mình đã được ôn tập về gì nhỉ? À, các đơn vị đo lường, đúng chưa? Ôn tập về tháng năm và ôn tập về cả tiền tệ nữa. Về nhà thì chúng mình sẽ xem lại giúp cô các bài tập mà hôm nay cô trò mình vừa mới khám phá. Và bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Xin chào tất cả các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.